đây là một trận đấu mà có khá nhiều những pha va chạm. Đầu là Âu Văn Hoàn. Quyết định nghiêm khắc của trọng tài. Một chiếc thẻ đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Rất căng thẳng. Ban huấn luyện của câu lạc bộ Hải Phòng cũng Trương Việt Hoàng, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh cùng các thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng đã vào sân. Mọi thứ đang rất căng thẳng trên sân vận động Lạch Tray. Trọng tài đã gọi Hữu Phúc quay trở lại. Có vẻ như là cầu thủ của Hải Phòng đã bị truất quyền thi đấu. Và va chạm với Âu Văn Hoàn. Đó là một lỗi xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ có điều là sự nhầm lẫn của trọng tài Trần Trung Hiếu khi quyết định đưa ra chiếc thẻ với Trịnh Văn Lợi có lẽ là đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng không cần thiết. Pha va chạm giữa Hữu Phúc và Âu Văn Hoàn. Trịnh Văn Lợi là người đã tiến tới vị trí của Âu Văn Hoàn đang nằm trên sân. Và hãy cùng xem lại tình huống rút thẻ của trọng tài Trần Trung Hiếu. Trịnh Văn Lợi không phải là người va chạm, nhưng anh lại là người phải nhận thẻ phạt. Và đó là nguồn cơn của sự căng thẳng. Rõ ràng là trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã có một sự nhầm lẫn khá đáng trách. Lê Phạm Thành Long, đó là một cú ném biên có phần làm khó đồng đội của Fagan. Đây là lỗi thứ hai của Lê Phạm Thành Long chỉ trong vòng có ít phút. Người đang bị đau ở trên sân là Hà Đức Trinh. Tình huống va chạm khá nguy hiểm. Động tác kê chân của Lê Phạm Thành Long. Hà Đức Trinh lại bị phạm lỗi. Đây là lần thứ hai trong hiệp 1 Hà Đức Trinh nằm sân sau những pha va chạm mạnh cùng với cầu thủ đối phương. Rồi vừa va chạm với Hà Đức Trinh là Nguyễn Văn Mạnh. Đã có hai bàn thắng được ghi. Không có lỗi. Trọng tài cho trận đấu được tiếp tục. Người đang bị đau trên sân là Hà Đức Trinh. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 2 phút. Thời gian đã bù giờ dành cho hiệp 1 sẽ là 2 phút. Có được bàn thắng mở tỷ số do công của Dominic Smith. Đây là một trận đấu mà có khá nhiều những pha va chạm. Trong một thì cầu thủ SCB Đà Nẵng liên tục phải nằm sân. Người đang bị đau là Âu Văn Hoàn. Quyết định nghiêm khắc của trọng tài. Một chiếc thẻ đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Rất căng thẳng. Ban huấn luyện của câu lạc bộ Hải Phòng cũng Trương Việt Hoàng, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh cùng các thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng đã vào sân. Mọi thứ đang rất căng thẳng trên sân vận động Lạch Tray.
Trọng tài đã gọi Hữu Phúc quay trở lại. Có vẻ như là cầu thủ của Hải Phòng đã bị truất quyền thi đấu. Và va chạm với Âu Văn Hoàn. Đó là một lỗi xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ có điều là sự nhầm lẫn của trọng tài Trần Trung Hiếu khi quyết định đưa ra chiếc thẻ với Trịnh Văn Lợi, có lẽ là đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng không cần thiết. Pha va chạm giữa Hữu Phúc và Âu Văn Hoàn. Trịnh Văn Lợi là người đã tiến tới vị trí của Âu Văn Hoàn đang nằm trên sân. Và hãy cùng xem lại tình huống rút thẻ của trọng tài Trần Trung Hiếu. Trịnh Văn Lợi không phải là người va chạm, nhưng anh lại là người phải nhận thẻ phạt. Và đó là nguồn cơn của sự căng thẳng. Rõ ràng là trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã có một sự nhầm lẫn khá đáng trách. Hơi mạnh. Đang có những tiếng va chạm không cần thiết. Và dường như đã có một động tác thừa của Đặng Anh Tuấn. Cầu thủ của hai bên lại có những tình huống căng thẳng. Một trận đấu rất nóng, rất nóng trên sân. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và các thành viên của ban huấn luyện một lần nữa phải vào sân để ngăn chặn những cái đầu nóng vào thời điểm này. Lâm Quỵ, Doãn Ngọc Tân và Bùi Tiến Dũng. Và xem lại tình huống tranh chấp. Rất đông các cầu thủ đã lao vào nhau. Và có vẻ như là câu lạc bộ SCB Đà Nẵng cũng chỉ còn 10 cầu thủ trên sân mà thôi. Bùi Tiến Dũng cũng đã bị truất quyền thi đấu. Rất đáng tiếc. Một chiếc thẻ đỏ dành cho Bùi Tiến Dũng. SCB Đà Nẵng được thi đấu hơn người. Nhưng Bùi Tiến Dũng trong tiếng tranh cãi phải nhận thẻ vàng đầu tiên. Và vừa rồi thì anh đã bị trọng tài Trần Trung Hiếu truất quyền thi đấu. Mỗi bên chỉ còn 10 người.